Xin chào tất cả các bạn, quay lại kênh của Phùng Tấn. Mấy hôm nay, 5-6 hôm nay rồi, Phùng Tấn không ra được video. Hôm nay Phùng Tấn cố gắng ra một cái video này. Mấy hôm vừa rồi thì mình có đi set up cái quán nướng cho họ, nên rất là bận, không ra được. Hôm nay mình cố gắng ra cái video này. Hôm nay là lần đầu tiên mình tự quay, mình đặt gậy, tự mình quay. Bởi vì hôm nay, một hôm là toàn vợ quay cho ở nhà, hôm nay vợ bận, không quay được thì tự quay. Thì nếu như mà mình tự quay thì có cái gì mà nó góc quay nó chưa chuẩn thì các bạn thông cảm nhé. Đấy, thì hôm nay Phùng Tấn sẽ chia sẻ cho các bạn mà cái cách để làm cơm mẻ. Thì những cái video trước thì mình có mấy cái video liên quan đến cái mẻ này, ếch om chuối đậu với ba chỉ om chuối đậu. Nói chung là những cái video có dùng mẻ thì mình được rất là nhiều bạn vào hỏi thì không có mẻ thì làm thế nào. Như ở miền Bắc mình ấy, miền Nam thì mình cũng không hiểu lắm. Thế nhưng mà ngoài Bắc mình ấy thì thường thường ở ngoài chợ thì đa số chợ nào cũng họ, các bà bán rau, bán củ quả thì cũng có mẻ. Đấy, thì còn ở miền trong thì chắc là cũng khó kiếm hay như thế nào thì mình không biết. Nhưng mà thấy rất là nhiều bạn hỏi thì không có mẻ thì làm như thế nào, không có mẻ thì có thể thay bằng cái gì. Thực ra cái mẻ này để mà thay thế các cái khác thì cái vị nó lại khác, nó rất là khó. Đấy, thì hôm nay Phùng Tấn muốn chia sẻ cái cách làm mẻ trong nếu như không có mẻ. Đấy, đây bình thường thì mình có cái bát mẻ trước mặt đây. Thì cái mẻ này thì bây giờ mà cho mũi ngửi thì cái này rất là thơm. Đấy, nó có mùi thơm nhưng mà lại hơi chua chua. Đấy, hơi thơm nhưng mà lại chua. Đấy. Thì nếu như mà các bạn mà ngoài miền Bắc mình ấy mà muốn làm cái mẻ thì các bạn nhanh nhất và tiện nhất là các bạn mua một ít mẻ cái này về. Đấy, các bạn chỉ cần có một ít cơm nguội các bạn ấy rời ra một tí để đừng có cục to quá, rời ra một tí xong rồi các bạn cái bát mẻ như thế này thì các bạn chỉ việc cho vào cái nọ thủy tinh hoặc như mình có một cái sành đây thì các bạn đổ cái mẻ này xuống. Xong rồi cho một ít cơm nguội lên trên, các bạn ấn nhẹ tay xuống. Đấy, ấn lấy một cái gì ấy cho nhẹ xuống để cho nó ngập cái nó xâm xấp được cái cơm nguội là được. Thì con mẻ nó sẽ từ từ nó sẽ ăn. Các bạn đừng đổ nhiều cơm quá thì nó sẽ bị hút nước. Thì khi cơm nguội nó hút nước thì nó sẽ khô, thì nó sẽ bị hỏng. Đấy. Kết quả thì cứ làm sao mà các bạn mà khi thì cái mẻ này các bạn mà ra được màu trắng, mẻ màu trắng và có mùi thơm, người mở ra là có mùi thơm và mùi chua là các bạn thành công. Và nếu như các bạn nếu mà có nhiều mẻ đấy thì các bạn nhìn kỹ thì nó còn nhúc nhúc cái con mẻ cơ. Đấy, nó đẩy lên, nó ngoi lên thì nó ăn cái cơm. Đấy, thì mẻ thì càng ngẫu càng tốt nhá. Đấy, các bạn mà cứ khi nào hạt cơm mà bị con mẻ nó ăn mà nó nhuyễn nhất ra thì là mẻ đạt yêu cầu. Đấy, đây thì này mình nói qua cái cách mà các bạn mà tiện mà các bạn có cái mà mua được ít mẻ này về. Đấy, thì nếu như có trường hợp đấy là cái trường hợp này thì nó đơn giản rồi, không phải nói rồi. Hoặc là các bạn có thể cho cái mua cái bún, cái sợi bún ấy, bún tươi ấy. Đấy, các bạn cho vào cũng được. Đấy, bún thì nó càng mềm nhé, thì mẻ nó ăn nó càng dễ. Đấy là trường hợp mà có cái mẻ cái này. Đấy, thì bây giờ không có trường hợp có mẻ thì các bạn làm như thế nào? Mình bỏ qua cái bước này nhé. Các bạn nào ở có không, các bạn nào mà không có mẻ cái này thì các bạn bỏ qua cái bước này. Đấy, bây giờ mình mục đích chính hôm nay của mình là mình chia sẻ cái cách làm mẻ mà không có mẻ cái. Thì các bạn dùng một bát gạo. Đấy, thì cái này nó cũng rất đơn giản, không có gì cả. Các bạn cho vào, các bạn nấu cơm bình thường. Đấy, nhưng với điều kiện là các bạn cho nhiều nước lên. Đấy, cho ví dụ một bát gạo này các bạn làm sao mà cho khi dư lúc nó sôi ấy, nước nó sôi là nó hơi xinh xánh ấy, thì các bạn chắc là ra được khoảng độ tầm mà đầy một bát ăn cơm này là được, có thể hơn một tí cũng được. Đấy là được. Đấy, thì ngoài ra thì các bạn khi làm xong thì các bạn cho vào cái hũ sành hoặc là cái nọ thủy tinh được. Đấy, các bạn không dùng nọ nhựa nhé. Đấy, thì bây giờ mình sẽ bình thường ấy, các bạn có nồi cơm điện thì các bạn cho vào cắm nồi cơm điện, xong sôi thì các bạn hơi sột sệt thì các bạn bỏ ra, các bạn chắt lấy nước cơm, sau các bạn cắm tiếp cho cơm nó chín. Còn mình muốn hôm nay mình thực ra cái video này là mình rất là muốn làm nhanh. Đấy, để mình tứa mình đi mình có việc. Đấy, thì mình cho vào cái nồi này mình đun bếp ga cho nó nhanh nhé. Bây giờ mình sẽ cho vào mình nấu cơm.
Đấy, bình thường thì các bạn nấu cơm thì các bạn cho từng đĩa nước này. Đấy, mình cho từng đĩa nước. Nhưng mà hôm nay mình mục đích của mình là để làm cơm mẻ thì mình sẽ cho thêm một bát nước này vào. Đấy, mình cho thêm một bát nước vào nhé. Mình nấu cơm bình thường, sau đó sôi sột sệt thì mình sẽ chất vào cái bát nước được từng đấy một bát nước ra. Sau khi cái nồi cơm của mình nó sôi rồi, mình mở ra mình xem nó sôi, nó sột sệt chưa. Các bạn để cho nó sôi một tí nhé, cho nó hơi đặc một tí thì mình chắc ra. Riêng cái cơm mẻ này thì các bạn nấu khi chắc ra rồi, nhưng mà các bạn muốn để cái cơm của mình nó hơi mềm mềm nhá. Cơm mình ăn thì nó khô, nó cứng. Đấy, còn mình để sẽ mềm hơn bình thường một ít. Đấy, để cho con mẻ nó ăn cho nó dễ. Đấy, sau khi nước cơm của mình nó sôi, nó sánh rồi thì mình sẽ chắt bỏ cái bớt nước ra. Đó. Mình sẽ chắt cái nước cơm ra này. Đấy, nước nó phải sánh sánh như vậy các bạn nhé. Đấy, giờ mình sẽ cho vào mình này nấu cơm bình thường thôi. Và nấu chín cơm là được. Sau khi chắt nước cơm ra rồi, bây giờ mình sẽ đậy vung, mình om cho nó chín cái cơm này. Mình sẽ vặn to nửa một tí cho nó ráo cho nó rồi, xong rồi mình sẽ vặn nhỏ nửa. Bây giờ mình sẽ vặn thật nhỏ để om cho nó chín cái cơm này. Ủ. Các bạn nhớ, các bạn không có đấy, các bạn muốn không cần vội thì các bạn cắm nồi cơm điện bình thường gì nhé. Đấy, và bây giờ mình cơm của mình đã chín rồi, mình sẽ bỏ ra. Đấy. Thì bây giờ cơm của mình chín thì mình chỉ việc múc ra, vét ra cho nó nguội. Cơm thì các bạn nấu hơi mềm mềm một tí nhá. Múc ra nguội, sau đó mình sẽ cho cái cháo cơm này vào là xong thôi, rất là đơn giản. Trường hợp này, trường hợp các bạn không mua được mẻ cái nhá, thì mình muốn làm cái video này để chia sẻ với các bạn thôi. Còn nếu như các bạn mà có mẻ cái thì các bạn tiện, thì các bạn nếu như mà thỉnh thoảng gia đình mình về ăn thì cũng không cần phải làm thế đâu, rất là mất thời gian. Đấy, bởi vì là nếu mà bình thường mình ăn một ít mẻ thì mẻ nó rẻ thôi, mua 2-3 nghìn, 5 nghìn nó cùng thôi, thì 5 nghìn là quá nhiều đấy, các bạn chỉ mua tầm 2 nghìn là được thôi. Thì các bạn cứ ra chợ các bạn mua một ít về nấu. Còn các bạn mà hay nấu mà các bạn ở miền Bắc có thì các bạn mua một ít về, các bạn mẻ cái các bạn cho cơm nguội mà là xong. Đấy, còn các bạn trong trường hợp mà không có mẻ ở chợ, họ không bán mẻ, thì mình sẽ nấu như thế cơm như này. Đấy, đây được 2 bát. Đấy, thì mình sẽ để các bạn đợi mình một tí để nó nguội cơm thì mình sẽ cho cái cơm này vào nhé. Đấy, sau khi mình để cơm nguội nó nguội rồi. Đấy, để cái cơm nó nguội rồi thì mình sẽ cho vào cái nước cơm này nhé. Bây giờ mình sẽ cho vào cái hũ này. Mình cho chỗ này mình hơi nhiều cơm thì mình cho một nửa thôi, còn một nửa mình sẽ cho vào cái mẻ này. Hoặc là mình sẽ bớt đi thì ăn được. Đấy, mình sẽ cho một nửa, đây cho một chậu, cho ăn một nửa này. Đấy, mình sẽ cho một nửa. Thì một mình quay nó hơi khó. Đấy, đây. Cái hũ của mình thì nó hơi to. Đây là mình làm video nhà mình cũng thỉnh thoảng mới ăn thôi, không ăn nhiều. Nên mình làm được mục đích quay video chia sẻ cho các bạn là chính, nên mình không làm nhiều. Đấy, cái hũ này hơi to. Đấy. Bây giờ mình sẽ cho cái nước cơm này vào. Có mấy cái hạt cơm mà mình múc ra ấy, nó còn hạt cơm mình múc ra ở bát đây vẫn còn ở đây, thì mình sẽ không cho cái hạt cơm này vào nhé, bởi vì hạt cơm này chưa chín,
Đấy, lúc mình múc ra nó đi theo là chưa chín, mình chỉ cho những cái nước thôi. Rồi ok. Đấy, các bạn cứ ấy nhẹ tay bình thường thôi. Làm sao để cho nó xâm xấp, nó đều được cái mẻ cái hạt cơm với cái nước cơm mà được. Cái này thì mình quay một mình nó hơi khó, không ở ống kính vào đây được. Các bạn chỉ cần để như thế này thôi, khoảng độ tầm 5-7 ngày là các bạn bỏ ra là các bạn dùng được. Cái kết quả của cái này thì nó không được nên màu vàng, không được có giòi, có bọ. Đấy. Thì mở ra là phải có mùi thơm, mùi thơm của mẻ và vị chua. Cái này thì mình lấy một cái gì mình đậy lên là được. Đấy, ví dụ như thế này, cái vung này đây được này. Đấy, nhưng cái vung này mình đang dùng thì tí nữa mình sẽ kiếm một cái gì mình đậy lên là được. Đấy. Này các bạn này, vừa với nấu cái cơm ở cái xoong này có cái cháy rất là ngon này. Đấy, cái cháy này giòn đúng cấp này. Đấy. Cái này mà ăn thì tuyệt vời. Ăn thử giòn không các bạn? Đấy thì còn cái mẻ này thì nó rất đơn giản thôi. Mẻ này mẻ cái đơn giản thôi. Đấy, mình sẽ cho nốt vào đây. Còn cái số cơm còn lại mình sẽ cho nốt vào đây nhé. Này thì quá đơn giản rồi. Riêng cái này thì không phải mình còn đây cho vào thôi. Các bạn cứ dìm xuống được. Để nổi cao quá thì con mẻ nó không ăn kịp thì lên trên. Đây là mình làm ví dụ thôi. Cái bát này mình làm ví dụ thôi. Tí nữa mình phải đổ ra một cái gì. Đây là cái bát sẵn mình chưa kiếm được. Chưa kiếm được cái nò để cho cái này vào. Đấy các bạn chỉ cần cho vào nò các bạn chỉ để như thế được thôi. Đấy, rất là đơn giản. Thì chúc các bạn thành công với cái cách làm mẻ từ cái nguyên liệu chỉ hạt gạo thôi, không có cái mẻ cái. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Hùng Tấn. Hẹn gặp lại các bạn vào các video tiếp theo.